giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức chương trình. Chưa. Yeah.
cũng vào lúc 5:40 tại sân khấu này, chúng tôi có một chương trình nữa, vẫn là chương trình biểu diễn ca múa nhạc dân tộc. Tôi một lần nữa xin được kính mời toàn thể quý vị khán giả ngày hôm nay quý vị đến theo dõi chương trình, ngày mai quý vị cũng sẽ quay trở lại cùng với người thân bạn bè của mình và chúng ta cũng sẽ có một buổi tối thật là tuyệt vời dành cho những người mà chúng ta yêu thương nhất quý vị nha. Và chương trình ngày hôm nay do đơn vị trung tâm văn hóa thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Hát chầu văn và gắn với nghi thức diễn sướng hầu đồng do ban nhạc dân tộc Hoa Mai gồm có các thành viên nghệ nhân ưu tú Thanh Nhàn hát, nghệ nhân Hồ Nga hổ gõ phách và nghệ nhân Tuấn Trường đàn huyền, nghệ nhân Trần Thắng đàn tứ, nghệ nhân Phan Nguyên Trâm đàn tranh, nghệ nhân Duy Đức hội sáo, nghệ nhân Đinh Văn Phúc hầu dân, nghệ nhân Nhật Trí hầu dân và nghệ nhân Thành Luân hầu vai cô đôi Thượng Ngàn. Vậy bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức chương trình.